Xin chào các bác, em lại tiếp tục quay lại với video cập nhật tình hình sinh trưởng phát triển của vườn lan kiếm sau một tuần mưa. Như cái video em đã làm hôm trời mưa, cái cây của chúng ta đã, tất cả cây lan chúng ta, những cây ngoài trời thì sẽ được nước mưa nó bổ sung thêm cái lượng đạm rất là lớn ở trong đó. Ngay khi hửng trời từ chiều hôm qua thì em đã cho anh chị em phun nitrat canxi. Có nhiều anh chị em hỏi cái nitrat canxi thì em sẽ đính cái hình cái loại nitrat canxi ở đây thì anh chị em có thể là biết, có thể là đi mua. Chị em thì em không có bán các loại phân thuốc, thì em không bán. Ngoài ra là vôi, nước vôi trong thì em cũng đã cho tạt hết rồi. Đấy, ở cái hộ phụ trợ phân xung quanh và những cái đám lan ở phía xa trong kia thì cũng đã cho tạt nước vôi trong rồi, nói chung là cũng loạn thôi. Độ 3 ngày nữa em lại cho tạt nhẹ lại lần nữa, nhắc lại. Thì điểm qua tình hình như sau: cây lan kiếm vị hoàng này thì đã lên rất là nhanh. Thì các bác thấy là cây lá này nó sáng trắng thế này. Thì nếu như mà chúng ta mà hôm nay là đúng cái thứ bảy thì ngày mai em không xuống vườn được, thì đúng ra ngày hôm nay là phải phun phân thuốc này. Nhưng vì là nó vừa được tích trữ một lượng đạm rất là lớn trong cái quá trình trời mưa, và hiện nay cây đang có cái biểu hiện là sẽ hơi bị thừa đạm một chút. Nhìn cái bản lá như này, nhìn cái màu sắc lá này thì các bác có thể hình dung đây là cái cây nó đang, thứ nhất là hơi dư đạm, thứ hai là hơi dư nước một chút, nên là mình sẽ không phun cái loại phân bón mà có hàm lượng đạm cao nữa, mà thậm chí là sẽ phải kìm hãm bớt lại, có thể là sẽ phải phun phân 6-30-30 để cho cây đanh lại một chút. Nhưng mà khi phun 60-30 thì em sẽ phải phối thêm với Atonic để cho nó vẫn giữ được cái nhịp sinh trưởng của nó, chứ không đến mức độ kìm hãm để có thể là bị chuyển sang cái pha phát triển là cái pha gọi là ra hoa. Còn đây là hai cây, một cây kiếm xanh Huế 6 cm mà em đã luyện ở trên nhà, và cây vị hoàng mới mua. Hai cây này thì video trước đã nói là sẽ có tinh thần là sẽ phải tách chậu, thì em đã phải cho đổ hết nước ở trong cái đĩa này đi. Đây là một thao tác mà các bác cũng phải nhớ, nếu mà các bác làm giống như em, hoặc nếu không thì các bác phải để ráo không tưới. Đấy, không tưới này để cho nó dích bớt nước đi này, cho nó nắng lên một buổi đi, và đến chiều thì em sẽ tiến hành thao tác tách hai cây chậu lan kiếm xanh Huế và vị hoàng này. Đấy, một lần nữa mời các bác ngắm lại cây chậu lan kiếm xanh Huế sau một tuần mưa thì nó đã phát triển vượt trội như thế nào. Phải nói là phát triển rất là sung mãn. Bộ lá nó đan xen dày đặc như thế này thì nó sẽ tạo cái sự bí cho cái gốc lan ở phía trong, và những cái mầm ngủ phía trong sẽ khó có điều kiện để vượt thoát ra ngoài. Đấy là một lý do rất là quan trọng mà chúng ta cần phải tách chiết. Và thứ hai là như em đã trình bày ở video trước, là em muốn tách cái thân kiếm bản lá 6 cm này ra, tách ra chậu riêng để làm thành tác phẩm. Khi mà những cái thân từ những cái mầm, những cái măng từ cái thân lan kiếm lá bản lá rộng này nó được phát triển ra thì sẽ là một chậu mà toàn những cái cây bản lá rộng và côn ngắn như thế này thì sẽ rất là đẹp, và sẽ có điều kiện trở thành một cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Chậu kiếm vị hoàng này cũng vậy, cũng sẽ đến lúc cần phải tách ra. Thì chiều em đang để khô đây, giá thể đang để khô hết các thứ đây để chiều là tiến hành là tách. Cây bên này thì em bắt đầu quan tâm hơn đến cái chậu kiếm phan trí này. Trước nay thì không để ý lắm, tức là thực ra thì mình cũng vẫn ngó qua thôi, nhưng vì thấy nó đứng hơi lâu, vì đây là một chậu phan trí giống phải nói là siêu mini. Lúc em mua về ấy, thì ba cái thân này thì có một cái thân này là thân mẹ, thân già đây, thì hai cái măng này nó còn bé xíu, ngắn đây khoảng 10-12 cm thôi, và nó rất là còi, rất là nhỏ, nó đứng khá là lâu. Nó đứng em mua nó là cuối tháng 4 đầu tháng 5, trong suốt thời gian đó thì nó gần như không có phát triển mấy, thì em nghĩ là nó chủ cây cũng tách cũng hơi non quá, cả mẹ cả con đều rất là mi nhon, nên là nó cần thời gian rất là lâu để phục hồi cây ra rễ mới và phát triển. Và đến giờ thì nó đã có những dấu hiệu biến chuyển rất là tốt. Cái thân này thì nó đã, bản lá đã rộng ra hơn, đã ra cái lá mới đang có chiều hướng xòe rộng.
này đang có chiều hướng xòe rộng. Bên này cũng thế, nó sẽ phát triển hai cái măng này sẽ phát triển rất là đồng đều. Nhưng để cái chậu này mà để luyện lên 6 xăng thì em nghĩ chắc là cũng hơi vất vả một chút. Em sẽ cố gắng làm, nhưng mà cái đó thì chưa chưa dám chắc lắm. Năm thì em tin tưởng em sẽ làm được, bởi vì cái lực của cây nó ban đầu nó hơi bị yếu quá, lực bằng cây ban đầu hơi yếu quá, nhưng mà không sao. Bên này là chậu tường vi kiếm này, thì các bác có thấy là cái măng cũng đã lên rất là nhanh đúng không? Hơi gầy một chút, nhưng mà bây giờ là sẽ là cái lúc mà em sẽ tăng tốc cho nó để cho nó được mập mạp khỏe mạnh hơn. Hôm nay mới qua một cơn mưa thì cũng chưa xử lý gì nhiều. Qua một hai cái nắng nữa thì sẽ tiếp tục. Ở bên này thì cây kiếm bảo lan thì quá tuyệt vời rồi. Hôm trước là video về kinh nghiệm xương máu khi trồng cái mấy cây kiếm Quảng Nam, thì cái măng của cái cây kiếm bảo lan này còn thấp hơn cái măng bên kia. Nhưng đến giờ thì nó đã vừa thoát lên. Bởi vì dù sao nó cái lực cây nó rất là mạnh, mẹ nó thì rất là khỏe, lực nó rất là mạnh, nên là nó sẽ có thời gian chững hơn so với cái cây kiếm tường vi bên kia. Vì cái cây tường vi bên kia nó phải có cái quá trình bứt tốc để duy trì nòi giống, như em đã trao đổi phân tích ở cái video trước. Còn bên này thì nó không không đến mức phải như vậy, nhưng khi nó có lực thì nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Em tiếp tục sang cái chậu lan kiếm, những chậu này đây là phan trí. Cái phan trí này măng cũng đang lên rất là mạnh, hai măng. Cái phan trí này thì cũng cái măng này cũng đang lên rất là mạnh trong một tuần rồi. Cái măng này lên rất là mạnh. Ở góc quay bên này là hơi khó nhìn. Đây em chuyển sang bên này. Đây, măng lên rất là mạnh. Và một cái mầm nữa đang tách bên này, em sẽ quay bên kia sau. Chậu phan trí già này thì đây các bác xem lá nó nhăn hết. Nếu mà bác nào mà không tinh thì có thể là sẽ nghĩ đây là lá bị sần. Đây đơn giản là lá nó quá già này, chất nó cũng bị mất bớt rồi. Những cái diệp lục, các cái tế bào thịt lá của nó cũng bị co ngót rất là nhiều. Trong cái quá trình mà khi tách cây, nó phải dồn hết sức dinh dưỡng ra để nuôi những cái mầm măng mới, để ra mầm măng mới và để nuôi cây. Nên nó chuyện nó tóp co ngót tạo thành những rãnh, những vệt này là đương nhiên. Đây là những cái biểu hiện sinh lý bình thường của cây, chứ không phải là biểu hiện lá sần. Em sẽ gửi đến các bác một cái video chuyên biệt về cái sự sần của lan kiếm và cách xử lý sần lan kiếm như thế nào cho nó, và cách hiểu đúng về cái sự sần của lan kiếm, cái hiện tượng sần ở trên lan kiếm, để các bác có cái nhìn nhận cho nó một cách đúng và một cách khách quan qua đấy để nuôi trồng cho nó chuẩn xác. Cái này thì mặc dù già như vậy cũng ra được một cái măng bên này và một cái măng nhỏ bên này. Măng bên này sẽ nuôi hơi vất vả đấy, nhưng mà không sao, em làm được. Đây cũng là một chậu phan trí nữa. Thân này thân tơ tít này, quá lực rồi. Măng bên này thì sắp thành thân đến nơi rồi các bạn. Bây giờ cái măng bên này thì bản lá đang bắt đầu mở rộng ra. Bản lá ra được khoảng 3 xăng rồi. Nhưng đây mới là lá thứ hai các bạn nhé. Đây mới là lá thứ hai. Còn sang bên lá thứ ba này thì em sẵn sàng cho lên một phát lên 5. Là cái lá thứ tư này thì lên 6 xăng, chuyện rất là đơn giản. Còn bên này là cái măng nữa cũng đang có cái tốc độ phát triển rất là tốt. Này, nhìn bên này các bác có thể thấy. Đấy. Sau có một tuần, cái măng này lớn phải nói là rõ rệt luôn. Mấy tuần trước cái măng này nó chỉ như cái măng bên này thôi. Nhưng mà đúng là có mưa nó cũng có khác các bạn. Ông trời ông cũng hào phóng phết. Bên này là cái chậu phan trí mà đã ra hoa đấy các bác. Cái vòi hoa vẫn còn cũ này. Nó ra cái măng từ cuống hoa đây. Nhưng mà nó lại ra từ trong nách lá này ra nữa. Nó là mầm khai thác ra nữa. To khủng khiếp. Và nó đang bị nghẹn một chút. Thì em sẽ giới thiệu ở cái video sau. Bên này thì nó là cái cây sánh Huế. Em tách ra đầu tiên. Rồi hai măng các bác thấy không? Đẹp không? Đó, lực lên rất là mạnh. Đây là những cái lá thứ ba thôi, là thứ ba, thai thứ ba thôi, được khoảng độ 3 cm thôi. Thì bây giờ việc còn lại của em là sẽ xử lý tiếp tục để những cái lá thứ 5, thứ 6 nó sẽ vượt thoát.
nó sẽ phát triển vượt trội để có được cái bản lá 6 cm. Đây, quay góc này các bác thấy lực rất là đẹp, đúng không ạ? Hai măng rất là tiềm năng. Bây giờ như nhiều người đã tính đây là một thân rồi đấy. Còn ba cái thân xanh Huế mà em tách hôm trước thì cái thân bên này, cái thân dài nhất thì cái măng bên này đã to hơn rất là nhiều. Cái mầm bên này thì hôm trước thì nó còn nhỏ quá, bây giờ thì đã rõ ra là mầm hoa, thì cũng là một tin rất là tuyệt vời đối với em. Dù sao thì cái xác suất để tách mà ra hoa này thì vẫn còn là rất là thấp, cực kỳ thấp là đằng khác, thì em cũng không lấy điều đó làm buồn. Và điều đặc biệt nữa là vì em cũng chưa có cái lan kiếm xanh Huế, hoa xanh Huế chính chủ, thì đây sẽ là cái cơ hội tốt để em được ngắm cái kiếm xanh Huế chính chủ nở tại vườn. Mà để nếu trong quá trình trao đổi thì các bác có thể là hoàn toàn yên tâm về những cái cây xuất ra từ vườn em, từ Phan Chí, xanh Huế, vị Hoàng, thì tất cả đều đã ra hoa chính chủ tại vườn. Để có thể yên tâm, không phải lo lắng là bị nhầm lẫn cây nữa. Đấy, các bác xem rễ nó phân nhánh nhiều như này không ạ? Đấy, rất là đẹp. Thân bên này thì cái măng nó đang ra rất là mạnh. Mấy hôm rồi thì chưa không để ý, cùng là cái ngọn này nó lên, nó đụng vào cái này, nó cong, nó gập xuống và nó hơi cong một chút. Nó không thể thoát ra được. Em vừa mới nới ra để nó thoát ra đây. Nhưng bù lại là trong mấy hôm mà nó không vượt thoát lên được ấy, thì cái ngọn này nó sẽ lùn xuống và nó dồn dinh dưỡng vào. Như các bác thấy là cái phần củ này nó mập không? Đấy, dinh dưỡng nó bị đè xuống. Các bác còn nhớ ngày xưa cụ Nguyễn Tuân, cụ ăn rau muống, bè rau muống, cụ lái cái thuyền thúng ra, cụ đậy từng cái nắp ốc nhồi, cái vỏ ốc nhồi lên cái ngọn rau muống để nó nặng, nó không phát triển được, nó cứ cuộn trong đấy và nó sẽ phình to ra. Mà khi mà đem những cái ngọn rau muống mà đã phình to đầu ngọn, thế mọi dinh dưỡng dồn hết đấy là đem làm thức ăn thì nó rất là tuyệt vời. Đấy là nói vui vậy thôi. Còn cái lan kiếm này thì các bác có thể thấy là cái do sự tích tụ dinh dưỡng lâu ngày nên là cái củ, mặc dù là măng nó chỉ được có khoảng hơn 10 cm một chút thôi, nhưng mà cái phần bẹ, phần củ nó các bác nhìn thấy nó rất là to, rất là tròn. Cuối cùng là cái thân măng thân xanh Huế mà nhỏ nhất trong số 3 cái thân tách ra ở đây. Các bác thấy là rễ thì đương nhiên rồi, mầm bên này thì đã lộ rõ rồi. Đó. Như vậy là em rất là yên tâm, yên tưởng. Cuối cùng là những cái chậu xanh Huế mình đã làm theo cái những cái gì mà mình luôn tin tưởng trong cái kỹ thuật mình sử dụng thì đều đã ra đến kết quả rất là tốt. Đã sơ một chút về tình hình những cây lan kiếm bên này, chủ yếu bên này là những cây lan kiếm lô hội hoặc là một vài cây kiếm thái. Đây là cây lô hội Nhật Nguyệt, hai cây lô hội Nhật Nguyệt đang ra hai măng. Bên này là cây lô hội Hồng Hà Giang hoặc là Hồng Vân Giang. Các bác có thể thấy là nó đẻ phải nói là khủng khiếp. Đấy, chỉ có ban đầu chỉ có hai thân là một măng, mà đến bây giờ nó sau chỉ có khoảng hơn 2 tháng thôi các bác. Hơn 2 tháng thôi bây giờ nó ra chi chít như này. Đây là cây lô hội tuyết ngọc, trắng tuyết ngọc đây. Thì đây là một thân, hai thân mà đã ra được cái măng này. Măng này là măng mới. Bên này là ngọc diệp. Lúc mới mua về thì cái thân ngọc diệp này nó còn là măng bé xíu, bây giờ thì nó đã, như các bác thể thấy là nó đã đến gần 40 xăng rồi. Nhưng mà giống ngọc diệp này em thấy nó có vẻ là cũng hơi gầy, chắc sẽ phải chăm bón đặc biệt hơn. Khi đó thì cái măng bên này mới còn là mầm bé xíu, bây giờ đã được khoảng gần 10 xăng. Bên này là một số cây lô hội khác mà em đang sưu tầm. Cây kiếm Taiwan. Bên này là những cây, phía ngoài là những cây vị hoàng mà em mua giống. Còn đây là cái cây vị hoàng là mini game. Thì trong hai thân, trong hai cây mầm ra thì cái mầm bên trái đây thì là một cái mầm thân lá rõ rồi. Còn bên này thì nó là cái mầm hoa. Mầm hoa thì như các bác có thấy là nó cũng, thực ra mà nói thì cái thân này nó cũng lực nó cũng không phải là khỏe lắm. Nên khi mà nó ra cả mầm, ra hai mầm lúc này thì cái mầm hoa nó hơi nghẹn, không sao. Đây là một cái, em nghĩ nó cũng là một tin tốt. Giống như quan điểm em luôn nhìn nhận giữa tin tốt và tin xấu.
trong tin xấu thì cũng sẽ có những cái tin tốt. Thì không sao, thì thứ nhất là khi mà em tặng bác nào cái thân vị hoàng này thì em càng yên tâm thôi, vì rõ ràng đã có hoa chính chủ chính trên cái thân này rồi, thì yên tâm mà không lo lẫn giống gì nhé. Và sau đó thì các bác chỉ việc là kích kích mầm gốc từ cái cuống hoa này thôi, và nó sẽ ra được một thân thân nữa, nó không có gì là đáng tiếc cả. Còn măng bên này sẽ cứ thế mà lớn lên thôi. Đấy, cái kênh YouTube của em thì bây giờ cũng đã suýt soát 1.000 rồi, chắc chỉ nốt ngày mai ngày kia là 1.000 thôi. Thì em sẽ thông báo các bác cái thể lệ cái cuộc chơi này là đến 15 thì 15 tháng 8 thì chốt sổ, và sẽ bác nào đạt được thì để em đóng gói gửi tặng bác ý. Đó, cái điểm sơ tình hình để sau 1 tuần tình hình phát triển, điểm sơ tình hình phát triển của cái vườn lan kiếm của em sau 1 tuần mưa chắc chắn là không cây nào bị thối rồi. Thứ hai nữa là cây phát triển thì rất là tốt, mầm măng khỏe mạnh, cây cối thì phát triển sung mãn. Và đây là cái lúc mà sẽ phải tác động thêm một số kỹ thuật nữa để cho cây được đanh cây hơn nữa. Những cái mầm măng nào cần phát triển vượt trội hơn thì sẽ được lưu tâm phát triển mạnh hơn nữa, là chính là cái giai đoạn mà để cho cái tác động kỹ thuật để cho cái bộ lá nó được nở ra nhanh nhất có thể. Em xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video của em cũng như kênh Nhật ký Trồng Lan. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.